Miami Beach, Florida. Ngọc Ánh xin kính chào các bạn thân mến đang ghé thăm kênh của Ngọc Ánh. Kênh của Ngọc Ánh chia sẻ đời sống Mỹ và những phương pháp thành công làm giàu tại Mỹ mà Ngọc Ánh đã học hỏi được sau hơn 30 năm sống tại nước Mỹ. Hôm nay tiếp tục về đề tài mua bán bất động sản tại Mỹ. Mình sẽ chia sẻ với các bạn những thể thức mua nhà tại Mỹ. Điều quan trọng nhất mà Ngọc Ánh muốn nhắc nhở với các bạn là không nên tự mình mua nhà, trao tiền cho những cá nhân nào cả. Khi mình đi mua nhà thì mình nên nhờ một luật sư đại diện cho mình để làm giấy tờ. Thường thường giá mướn một luật sư để làm giấy tờ cho một căn nhà khoảng 300.000 đô, cũng khoảng chừng 300 đô cho tới 500 đô cỡ đó, nhưng mà mình sẽ được bảo vệ chắc chắn là mình khỏi có tiền mất tật mang. Mua nhà không nhờ luật sư là rất là nguy hiểm đó các bạn. Chính Ngọc Ánh là người trong năm, người là trong nghề hơn 30 năm. Khi Ngọc Ánh mua nhà và bán nhà của Ngọc Ánh cũng nhờ luật sư làm giùm. Tại sao? Như vậy, ở Mỹ, một người có nhà có nhiều khi họ thiếu nợ ai, hoặc là họ thiếu nợ tiền thuế, hoặc là họ bị phạt. Ví dụ là cất cái nhà mà cất thêm một căn nhà không xin giấy phép, có cất thêm một cái sửa chữa nhà không có giấy phép, họ có thể bị phạt có khi là tới cả 10.000, 15.000. Cái tiền nợ ở bên Mỹ nó đi theo cái nhà chứ không đi theo người chủ. Và nhớ nha, tiền nợ đi theo cái nhà không theo người chủ. Khi mà ở Mỹ, nếu mà mình cho ai mượn tiền thì mình cũng phải làm giấy có thừa phát lại, không biết làm nhà luật sư làm, đem lên tòa để ghi vào, thì là khi mà người chủ nhà bán nhà thì luật sư của mình sẽ điều tra hết tất cả những cái nợ nần, giấy phạt, giấy thuế dính vô cái nhà đó. Luật sư mình sẽ lấy cái tiền của mình, tiền mình mua nhà đó, mình trả tiền nhà thì luật sư sẽ trả hết những cái nợ cho những người chủ nợ đó. Những cái nợ đó được gắn trên cái máy vi tính mà luật sư cũng có, người mình realtor mình cũng có, môi giới mình cũng có. Luật sư ông sẽ coi trên cái vi tính tên thử cái nhà đó là người chủ nhà nợ ai, nợ ai. Ông luật sư đó sẽ loan báo cho những chủ nợ, để chủ nợ tới thì ông luật sư lấy cái tiền mà của mình bán nhà đó, trả hết những cái thợ những cái nợ đó. Luật sư sẽ bảo chủ nợ viết giấy là trả xong, nó kêu là mortgage satisfaction or debt satisfaction, tức là mình là người chủ nợ thì mình viết là trả tôi rồi, ngày đó bao nhiêu tiền, còn dư lại tiền á thì họ mới đưa cho chủ nhà, họ phải trả hết tiền. Chủ nhà mượn nhà băng mua, chủ nhà bị nợ, chủ nhà bị thưa, bị tòa phạt, chủ nhà tẩy đụng xe rồi làm người ta tổn thương, rồi phải trả phạt, bị phạt mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, thì luật sư nó sẽ trả hết. Khi mình mua nhà, bước vô nhà, tức là cái nhà đó trắng nợ. Sau này nếu mà mình muốn mượn tiền của ai thì là họ sẽ cho mình mượn, nhưng mà mình cũng phải ký giấy nợ, thì khi nào mình bán nhà thì mình phải trả. Cho nhà băng khi cho mượn thì không có giao nhiều điều kiện. Nếu mà mình mượn tiền của tư nhân thì tư nhân có ra những điều kiện,
Ví dụ là mình không được sang nhượng nhà, không được cho mướn nhà. Ví dụ là họ có thể nói là không được mướn nhà, hoặc là họ nói nếu mà chủ nhà đó cho mướn nhà thì là nếu 3 tháng không trả tiền mỗi tháng đó thì là cái người chủ nợ có thể là có quyền tới gặp người thuê nhà lấy tiền thuê, trong khi chờ đợi chủ nợ lên tới tòa làm giấy tờ để lấy cái nhà mình. Nếu mình mượn tiền của ai mà mình không trả quá 3 tháng ở Florida, mấy tỉnh khác ở khi nó còn mau hơn, thì là người chủ có quyền lên tòa án làm thể lệ giấy tờ để đem cái nhà của mình đem bán đấu giá. Khi mà bán đấu giá thì cái người mua đấu giá họ sẽ trả lấy cái tiền đó, luật sư của họ sẽ trả tiền cho chủ nợ rồi họ lấy cái nhà. Luật pháp Mỹ rất là nghiêm minh, không trả tiền nợ mà có giấy tờ đàng hoàng là 3 tháng, cỡ 3 tháng 4 tháng mình mất tiền, mất nhà. Để bảo vệ quyền lợi của người đi mua, luật sư có cái mạng vi tính, luật sư xem coi cái nhà đó có nợ thuế không, có nợ gì không. Thành ra cái đó là mình phải nhờ luật sư làm giấy tờ cho mình trước khi mình làm hợp đồng mua nhà. Mình cũng để cho luật sư mình xem lại. Khi bạn đi kiếm nhà, kiếm được nhà rồi thì người môi giới họ có một cái hợp đồng, cái mẫu hợp đồng, họ sẽ nói bây giờ phải thương lượng nhà. Khi thương lượng nhà họ bảo mình phải bỏ ra 5.000, 10.000 để làm đặt đặt cọc, mà để thương lượng, nhưng mà đặt cọc mua nhà nha bạn, đặt cọc để thương lượng, chứ nên mình cầm giấy mình thương lượng không có đi tiền là cọc thì người chủ nhà nó không có chịu trả giá nó ha. Thì mình phải đặt cọc đó, thì tiền đặt cọc đó bạn không nên đưa cho hết cả. Khi bạn kiếm được cái nhà mà khi bạn bắt đầu mà đi kiếm mua nhà thì bạn phải kiếm một luật sư nhà đất tính cẩn. Có thể là người môi giới của bạn họ quen được nhiều luật sư nhà đất tính cẩn, hoặc là người quen nhà giới thiệu, mà phải kiếm một luật sư. Khi mà họ đưa cái hợp đồng mà để mà viết phải trả giá nhà đó, thì mình đưa một luật sư mình coi sẽ có cái gì khúc mắc không. Rồi cái tiền mà đặt cọc nó 5.000, 10.000 mình phải đưa một luật sư của mình. Mình không đưa cho ai cả, tại nếu mình đưa cho realtor, đưa môi giới hay là cho thì là sau này cũng rắc rối lắm. Mà luật sư của mình thì bảo vệ quyền lợi của mình, họ giữ cho mình. Không bao giờ đưa tiền đặt cọc cho chủ nhà. Nhớ nha bạn, nhiều người bị gạt lắm. Có người đó, cái người đó thuê nhà, nó đăng báo đó là nó muốn bán nhà. Cái nhà giá 500.000 thì nó nói là nó muốn bán 350.000, tại nó phải bán gấp, mà nhiều chuyển gấp rồi thì nó bị người ta giờ làm giấy đặt cọc 5.000, 10.000, rồi họ đi kiếm, họ kiếm cho người khác 5.000, 10.000, họ gom số tiền 10.000 người thành 50.000, họ trốn mất. Rồi mình làm sao, phải không? Không bao giờ đưa tiền cho chủ nhà. Mình phải kiếm một luật sư mình làm việc chung. Mỗi lần mà mình mua nhà thì là mình nhờ họ hướng dẫn. Trước khi kiếm một hợp đồng nào bút xa gà chết nha bạn, thì mình phải nhờ luật sư của mình coi. Khi mà hai bên thuận giá rồi thì là theo bên ở Florida thì trong hợp đồng mình nói là mình sẽ được 30 ngày hoặc là 45 ngày để đi xin mượn tiền nhà băng hay là xin mượn tiền của tư nhân. Nếu mình mượn không được thì là chủ nhà sẽ trả lại tiền đặt cọc cho mình, không ép mình mua nhà. Cái đó là trong hợp đồng mua nhà phải có cái đó. Bây giờ mình tới mình coi nhà, mình không biết là cái máy làm sao, hệ thống ống nước làm sao, thì là mình phải mượn một người gọi là inspector, house inspector, inspection, làm inspection, là mình trả cho họ 100-200 đô tùy theo chỗ. Họ sẽ tới nhà rồi họ coi kỹ ống nước, hệ thống điện, hệ thống những cái nhà có thứ có hư không, có bị lỗi không, thì ông sẽ cho mình cái báo cáo là chỗ này hư. Thì mình mua cái nhà đó mình thận trọng, mình biết cái nhà đó cái máy nó hư, máy này chừng dột rồi phải bỏ vô 5-10 ngàn để sửa, cái ống hệ thống ống nước nó bị chảy chỗ này chỗ kia đó. Thì mình biết, thì mình hạ giá xuống, mình nói là bây giờ ông chủ ông phải sửa,
ông không sửa thì ông đưa tiền tôi sửa, thì mình trừ cái tiền giao thì đi lại tiền giá của cả cái nhà đi. Bây giờ khi chủ nó ở xa thấy lớn tuổi họ không sửa nữa, ta sẽ nói là đưa cho bạn 10.000 20.000 đô để bạn tự sửa, thì nó ký giấy. Thì luôn luôn là các bạn trước khi mà đồng ý cái gì thì phải nói chuyện với luật sư. Mình nghe nói ở Cali có người Việt Kiều mới đi qua, không biết hệ thống đó, anh này nói nhà anh bán rẻ 250.000, cái nhà trị giá 400.000, người ta đưa hết 250.000 cho anh này. Anh này lấy biết giấy sang nhà bán nhà đi tuốt, nhưng mà không ngờ là anh này còn nợ nhà băng 200.000. Thành ra người này mua cái nhà đưa hết tiền cho chủ, nhưng mà khi dọn vô rồi thì khám phá ra là anh vẫn nợ nhà băng 200.000 mà anh trốn mất rồi, anh ôm tiền trốn mất rồi, đi kiếm đâu ra? Nước Mỹ rộng lớn lắm, đi kiếm đâu ra? Thành ra không bao giờ mình đưa tiền của mình cho chủ nhà, bất cho bất cứ ai. Đưa tiền luật sư ở Mỹ rất là nghiêm minh, họ học 7 năm trường, thi bao la bao năm rồi phải vô cái hội luật sư, rồi phải được luật sư, hội luật sư chấp thuận mới được làm luật sư. Thành ra có uy tín nha các bạn, bạn phải kiếm những luật sư nào có uy tín trong ngành nhà đất, chứ đừng đi kiếm bác sĩ, đừng kiếm luật sư mà coi về hình sự, rồi thì họ giỏi hình sự nhưng mà họ không biết nhiều về nhà đất. Thường thường luật mình cần cái nào luật sư, mình tìm luật sư thứ đó. Những luật sư giỏi là những luật sư chuyên môn. Nhà đất là nhà đất, hình sự là hình sự, bị thương là bị thương. Thì luật sư sẽ coi trên mạng, trả hết nợ cho người ta. Mình cho người ta mượn tiền cũng vậy. Khi mình cho người ta mượn tiền thì mình bắt họ ký giấy là mượn tiền. Rồi mình trong giấy nó phải để là nếu không cho mượn tiền, không trả tiền thì mình sẽ lấy cái nhà, dính vô cái nhà, rồi mình đem cái giấy đó phải đem lên tòa, tòa đóng dấu chứng nhận, rồi tòa viết trong cái họ mới chụp cái tờ giấy đó, họ bỏ trong hệ thống di tính của họ. Giờ nói lỡ tôi làm mất làm sao? Không sao, nếu mình làm mất cái tờ giấy nợ đó, nó kêu là note, debt note, thì là mình cứ lên trên tòa mình nói tên của mình. Rồi thì tòa nó có khi cái chỗ nó trả bắt được trả $1, có chỗ thì nó cho miễn phí, nó sẽ in ra cái đó cho mình một bản. Cái giấy nợ không phải là private. Nếu mà mình thấy cái nhà nào mình muốn mua, mình biết họ có nợ không thì mình lên chỗ tòa đó mình nói cho tôi xin cái những giấy nợ của cái nhà đó thì họ sẽ cho, tại cái đó là public information, là từ công chúng. Ví dụ bạn anh nào nói là tôi có nhà nhiều nhà lắm á, ảnh nói nổ vậy đó, thì bạn cứ việc hỏi ảnh ở đâu, tiểu bang nào, tỉnh nào, rồi bạn vô trong mạng bạn bấm lên tới cái mạng, bạn vô tới tỉnh đó, mạng của tỉnh đó, rồi bạn bấm tên của anh này là có nhà khảo thật hay không là lộ ra hết, nói nổ là lộ ra hết. Chỉ có vấn đề là nếu mà ảnh mở mua nhà bằng công ty thì là nó hơi khó thôi, mình biết tên công ty thì mình vô đó, thì nó kêu là cái mạng đó là kêu là real estate appraiser là thuế, những người nào mua nhà phải đóng thuế, thì cái mạng đó nó tên bao nhiêu, mình tên gì mình vô nó kiếm được tên gì, là cái nhà bao nhiêu tiền nè, tiền thuế bao nhiêu nè, có thiếu thuế lợi đất nhà đất không nè, thấy không, rõ lắm bạn, cái là public information. Còn ngoài những chuyện hơi rắc rối đó ra thì mua nhà ở Mỹ là rất là thông thả, người xứ nào mua nhà cũng được tất cả quyền lợi. Mỗi năm mà phải đóng thuế nhà đất cỡ chừng 2% hay là 1,5%, tùy theo tỉnh, tùy theo chỗ. Có nhiều chỗ sang mình bắt đóng thuế 3%, tại cái thuế đó, thuế nhà đất đó 3% cái giá trị của cái nhà. Dù cái nhà mình 100.000 thì mình phải đóng 2.000 tới 3.000 một năm. Mình mà không đóng thì là chính phủ cho mình hai điều kiện, hoặc là mình thương lượng mình trả từ từ, mình trả từ từ trong 1 năm 2 năm mình trả từ từ, hoặc là trả từ từ là mình phải trả tiền lời, từ lời 6-7 phần người ta đã chia ra 12 năm mình trả từ từ, hoặc là nếu mình không có trả thì là chính phủ sẽ lấy cái nhà của mình đem đi đấu giá, đấu giá được bao nhiêu thì họ sau khi trừ hết nợ thì chính phủ sẽ trả lại cái tiền cho bạn. Mua nhà thì dễ, mất nhà cũng dễ. Khi mình mua nhà là mình phải tính mình đủ tiền trả. Thường thường là nhà băng nó chỉ cho mình mượn
làm sao mà cái tiền mà mỗi tháng để đóng tiền nợ là nó khoảng chừng 30 tới 30% cái thu nhập của mỗi tháng đó, để còn lại 65% là người ta còn phải chi dụng sinh sống ăn. Cái hay của cái mua nhà là những cái tiền mà bạn, những cái tiền lời mà bạn đóng cho nhà băng hay là cho người ta cho mua nhà đó, tiền lời đó là bạn được được trừ trong cái, trong khi bạn khai thuế. Tiền tiền mortgage, tiền mướn nhà, tiền lời mướn nhà, tiền sửa sang nhà cửa, bạn muốn sửa cái bếp nó hỏng bạn sửa thì bạn cũng đóng, bạn cũng trừ được cái tiền đó trong tiền thuế. Rồi nếu tiếp những cái tiền mà bạn đóng bảo hiểm cho cái nhà, tiền bạn đóng thuế mỗi năm, thuế nhà đất, real estate tax bạn được trừ vô trong tiền thuế. Còn nếu mà bạn đi mướn thì bạn không được trừ trừ tiền gì hết, mà nếu mà nhà nó càng ngày nó càng lên giá mà mình có đâu có được cái nhà của mình. Ở đây bán nhà cũng dễ, mình mua rồi mai mốt mình đi dọn chỗ khác, mình kiếm dọn chỗ khác thì mình bán, mình không bán thì mình cho thuê. Đầu tiên định cư tại Mỹ là phải kiếm cách để mà sở hữu căn nhà, tại tiền nhà ở lên giá. Cái khu Ngọc Ánh đó, những cái nhà cách đây 5 tháng, cách đây một tháng, năm, 1 năm, 2 năm, bây giờ là nó đã lên giá. Cái nhà 100 ngàn bây giờ thì nó lên cũng 120, 130 ngàn, 5 năm nó cũng lên 150 ngàn. Thường là người Mỹ, cái đầu tiên trong sự nghiệp của họ là họ luôn luôn tìm cách sở hữu một căn nhà. Và nó hay như vậy, nếu mình mua nhà mình ở 5 năm rồi mình bán những cái nhà 100 ngàn, mình ở 5 năm nhà lên 150, thì 50 ngàn đó mình không đóng thuế, cho tới lời tới 500 ngàn không đóng thuế. Thì xin chào các bạn, lần sau mình sẽ nói với bạn nhiều hơn về chuyện giảm thuế khi mua nhà và cách mua nhà để làm sao cho có lợi. Xin chào các bạn. Bye bye. We'll be right back.